Chào cả nhà, bạn đây. Xuân đây. Em cái tay nè, em cái tay chui vào trong đây nè. Hôm nay cả nhà mình lần đầu tiên á, lần đầu tiên đi dạo hồ Xuân Hương. Cả nhà xem nè, lần đầu tiên đi dạo hồ Xuân Hương. Mấy cái ngày gần Tết á, sắp mấy ngày gần Tết cái hồ Xuân Hương nó cực kỳ nó yên bình, cực kỳ vắng vẻ luôn. Đẹp lắm, hôm nay cái trời trong xanh như cả nhà cũng vừa thấy đó. Bây giờ mình sẽ quay, mình đi từ đầu kia kìa, từ đầu góc từ đầu vườn hoa thành phố, từ đầu vườn hoa thành phố mình đi tới chợ Đà Lạt luôn á. Bây giờ cả nhà cùng đi và khám phá với gia đình mình nha. Đó, cả nhà mình đi giống như đi bụi vậy đó. Na một đống đồ đều cái tay theo mình gửi sang chỗ cà phê Bích Câu ấy. Giờ đi bộ tới chợ Đà Lạt, rồi tí mình sẽ đi xe ôm lại lấy xe rồi hoành lại chở hai mẹ con. Kitty ơi, hôm nay cả nhà mình đi dạo bờ hồ đây. Kitty có thích không? Kitty có thích không? Hả? Đây nè. Đây đây. Ê, ê. Hôm nay còn 4 hôm nữa là Tết rồi. Cực kỳ yên bình luôn, khách du lịch gần như không có. Có mấy người à? Trong đó không có hai đứa mình. Đẹp lắm. Hồ Xuân Hương mấy hôm dạo này đẹp. Hồ Xuân Hương mình lên đợt này á, nó không có còn dơ như ngày xưa. Nước trong xanh, thơm nữa, mát. Mấy hôm nay Đà Lạt lạnh lắm. Bữa tối là tầm 10 độ, mấy hôm trước là còn xuống thấp nữa, 10, 12 độ. Bây giờ nắng lên nè, tầm bây giờ là 10 giờ sáng. Nên nhiệt độ nó cũng khá là ấm rồi. ấm ở Đà Lạt. Đi, đi. Hai mẹ con nè, Kitty đang ăn. Mẹ đang cho Kitty ăn bánh đấy. Ai chưa biết, ngày xưa mình tưởng nói là cái hồ Xuân Hương này là cái hồ tự nhiên, nhưng thật ra nó là cái hồ nhân tạo nha. Ngày xưa nó là cái nó là một cái con sông, một sông hay là một cái rạch gì đó, cái kênh rạch đó, rồi người ta chắn lại, người ta bấy đào cái sông, đào cái khu này lên, đào cái hồ từ thời Pháp tới bây giờ. Cái lần gần nhất á, gần gần nhất mà hồ Xuân Hương được cải tạo là vào năm 2010. Vào năm 2010 cải tạo xong, bây giờ nó khá là đẹp rồi đó. Mấy hôm trước mình đi là nhiều cặp đôi chụp hình cưới lắm. Bây giờ gần Tết rồi nên chắc là không còn ai chụp nữa. Bây giờ cả nhà cùng xem cái cảnh hồ Xuân Hương với mình nha, rất là đẹp luôn ấy. Thank you.
ở bên đây hồ là cái sân golf. Cũng may là bên đây xây cái sân golf nên cái cảnh quan góc bên đây nó đẹp hơn. Chứ bên đây mà xây nhà biệt thự rồi không biết sao luôn. Có những cây cây thông đó. Cái ti nãy giờ đi bên bờ hồ thì mình đi cái ti điệu nè, điệu nằm trong cái điệu của mẹ ngủ như con kangaroo con rồi đó, nằm trong cái điệu của mẹ ngủ ngủ được nửa tiếng ấy, giờ vừa tới là mình thức mới vừa thức dậy luôn nè. Như vậy là cả nhà cũng đã đi với Toản nguyên một vòng con nửa vòng chứ, từ đầu bên kia tới đầu bên đây của hồ Xuân Hương. Từ vừa qua thành phố đến chợ Đà Lạt của mình đó, góc này là chợ Đà Lạt của mình nè. Bây giờ thì mình xin tạm dừng cái video này tại đây nha. Chúc cả nhà có một cái Tết ấm áp bên gia đình và người thân. Cả nhà sau khi mà xem được cái video này rồi, cả nhà nhớ nhấn nút subscribe bên đây nè, kênh Lovers TV để ủng hộ gia đình mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.